Bạn đây là cái màn hình TCL C-Sort 27 inch 8K 120Hz. Với 8K 120Hz thì máy tính của anh em cũng phải mạnh mạnh để kéo nó với được đó nha. Và nó sử dụng cái công nghệ tấm nền ISO, cái công nghệ trước đây là của Sharp. Thì thứ nhất á, là 8K thì nó sẽ có một cái độ phân giải rất là cao và cái mật độ điểm rất là cao. Ở đây thì TCL để nó có mật độ điểm mạnh là 326 PPI. Tức là kể cả anh em nhìn sát, như mình đang nhìn sát cái màn hình như vậy, thì anh em cũng không thể nào thấy được cái điểm mạnh của nó. Như vậy là nếu anh em nào rất là căng thẳng về độ chi tiết cũng như độ mịn của màn hình thì đây là cái màn hình khó mà có đối thủ trong phân khúc 27 inch. Những cái thứ gì nó khác nữa nè, nó sẽ có cái tấm nền là mini LED ha, với 500 cái dimming zone khác nhau. Như vậy là nó có thể tắt mở được những cái khu vực khác nhau trên màn hình khá là hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái màn hình LCD thông thường. Và đặc biệt đó là mini LED, do đó là độ sáng nó cao hơn những độ kháng bình thường, nó thể hiện thị được cái nội dung HDR 1400. Thì như vậy em thấy rằng là nó tốt hơn những cái màn hình hiện tại rất là nhiều ở trên thị trường. Hiện tại trên thị trường thì hầu hết là những cái màn hình LCD bình thường thôi, hoặc là OLED thì đều có những cái độ sáng rất là thấp. Mình không biết là khi nào TCL sẽ bán cái này ra thị trường, nhưng mà mình rất là hào hứng với nó. Nó có độ phân giải rất là cao, độ sáng rất là cao, tấm nền lại là cái đèn mini LED nữa, do đó là cái màu sắc cũng như là cái contrast của nó cũng sẽ rất là cao. Máy tính của mình kéo được cái này bởi vì máy tính mình xịn lắm. Anh em nhìn nè, nhìn sát cái màn hình như vậy, cái chi tiết của nó từng phần nhỏ một nhìn rất là rõ ràng, rất là đã. Hiện tại khó có màn hình bình thường nào đạt được cái độ phân giải cao như vậy, cực kỳ đã luôn. Hiện tại thì TCL đã che hết cái phần phía sau đi, cho đó là mình không thấy được rằng là họ đang kết nối nội dung vào cái màn hình này bằng cái gì, bởi vì là mini LED cho nên chỗ này nó tối hơn, nó không như là LCD bình thường. Và màu sắc đó nó rất là đẹp. Trời, xin cảm ơn.